như thơ xanh, chiều như tuyết nhìn. Đời người hòa ích nên thật vui, mổ quách trông dê vui thỏa sức. Cạn 300 chén cuộc vui này, sầm tan hai bác nghe đây, chuộc đi chuộc chẳng ngừng tay. Nửa vời vì người ta hát một bài, vì ta người hãy lắng tai nghe cùng. Quý gì kiến ẩm tình chung, cốt sao đừng yêu tình yêu. Say đùng mới thôi. Thánh hiền xưa đã dạy rồi, chỉ chàng say để muôn đời tiếng say. Bài này là bài Tương Tiến Tiểu của cái bài thơ Trung Quốc mà viết cực kỳ hay, mà hồ có đường mày cũng mê á. Bé các em nó nói về cả cuộc đời con người, tưởng mình còn ghê hơn lắm, nhưng mà cuối cùng tổ chúa trên biển chẳng có về đấy. Người chẳng thấy sông Hoàng Hà ngọn nước đứng trời kia, một cái con sông lớn như thế, nhưng mà cuối cùng cũng như đồ xuôi ra biển chẳng có về. Lại chẳng thấy gương tóc bạc trước cây rồng, cuộc đời con người cứ đại năm sớm tình như tơ xanh một chiều như tuyết. Cái bài này là bài Tương Tiến Tiểu, một trong bài cực kỳ nổi tiếng người xưa là ai cũng như là văn học bài tên tiên tiên gì đây? Tương Tiến Tiểu. Tương Tiến Tiểu. Tương Tiến Tiểu. Ông này ông làm quan thôi nhưng mà ông sống cũng rất là quách, mổ quách trâu dê vui thỏa sức, ông quân lính ăn thoải mái luôn, cạn 300 chén cuộc vui này. Thì sao ông hết cả giống quát cả con ngựa mang cho cái thằng tiểu đầu muốn đi đổi rượu cho quân lính và ông muốn tiền. Tất cả đều ra sông ra biển hết, đã bị ra gặp tưởng là ghê gớm lắm.